Xin được kính chào những khán giả của kênh Tết Trần TV. Mình là Tết Trần đây. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một thông tin vô cùng đặc biệt mà mình nghĩ rằng là các bạn sẽ rất là quan tâm. Đó chính là trường hợp của cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Ngày hôm nay thì chúng ta đã có được một thông tin rất rất vui. Đó chính là Đoàn Văn Hậu đã có thể quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội rồi các bạn ạ. Thật sự với mình đây là một thông tin cực kỳ vui. Đoàn Văn Hậu, Lê Văn Xuân, đó là hai cầu thủ được tập trở lại trong ngày hôm nay. Còn trường hợp của Xuân Trường vẫn đang phải tập phục hồi cùng chuyên gia Cho Du Răng. Đoàn Văn Hậu đã trải qua một cái quá trình tập phục hồi tại PVF sau khi mổ, tức là không được thi đấu trong khoảng thời gian một năm. Và bây giờ thì là lần đầu tiên chúng ta sẽ được thấy Đoàn Văn Hậu tập cùng với các đồng đội theo được cái giáo án. Đương nhiên chúng ta sẽ chỉ có được những hình ảnh đầu tiên của buổi tập, ví dụ như khởi động và những cái chuyển động rất là cơ bản của Đoàn Văn Hậu thôi. Và câu hỏi và nhiều cái lời thắc mắc liên quan đến việc là Đoàn Văn Hậu có thể theo được cái giáo án toàn bộ của buổi tập hay không thì vẫn đang còn là cái sự nghi vấn mà cần cái lời giải đáp. Thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, từ bác sĩ cho đến thầy Bắc thì vẫn chưa được công bố. Nên nhìn những hình ảnh sắp tới đây mình gửi đến các bạn, chắc chắn là các bạn sẽ rất là vui, đúng không ạ? Chúng ta cùng xem cái hình ảnh này các bạn nhé. Rồi, đây là những hình ảnh đầu tiên các bạn ạ. Hình ảnh và trên sân tập. Như vậy là hôm nay đội tuyển Việt Nam của chúng ta tiếp tục tập ở sân tập số 1. Không hiểu lý do tại sao mà sân tập Myanmar lúc này đang được bảo trì khá lâu. Đó. Đây là những hình ảnh mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã gửi cho anh em phóng viên, rất là may mắn. Rồi. Những bước chạy đầu tiên các bạn nhìn ở phía tay trái một chút, các bạn sẽ thấy cầu thủ Đoàn Văn Hậu đang chạy. Đó, bay bờ gối phải của Đoàn Văn Hậu đang băng. Văn Hậu đang gặp những tổn thương trước đây là gặp những tổn thương liên quan đến sụn của cái gối đó, và sau khi mổ và tập phục hồi thì bây giờ đang có một cái băng. Cái buổi tập ngày hôm trước tại đội tuyển U23 Việt Nam thì Hai Long cũng có một cái băng bó tương tự. Hai Long với cả Đoàn Văn Hậu có một chấn thương gần như tương tự các bạn nhé. Đoàn Văn Hậu nặng hơn một chút và đã phải vào tập phục hồi lâu hơn. Đấy, Hai Long thì bình phục sớm hơn. Hôm nay thì đội theo lịch đáng lẽ là sẽ tập vào lúc 17 giờ thì đội đã dịch chuyển cái lịch tập lên buổi sáng vào lúc 11 giờ trưa, khá là bất ngờ. Bản thân anh em phóng viên cũng khá là bất ngờ với cái thông tin này. Chắc chắn là thầy Park đang muốn là các cầu thủ phải thích nghi với cái thời tiết nắng nóng. Trưa nay thì nhiệt độ Hà Nội nó rơi vào khoảng tầm 36-37 độ, cũng khá là nóng rồi. Tuy nhiên là sang UAE sẽ còn nóng hơn cơ. Rồi, bước chạy, bước đi của Đoàn Văn Hậu rất tuyệt vời. Các bạn thấy là dưới sự điều trị của chuyên gia Cho Du Răng thì cái niềm tin là đúng hơn. Cái niềm tin của chúng ta sẽ lớn đến như thế nào khi mà nhiều người cho rằng là Đoàn Văn Hậu có phải mất khoảng một tháng nữa mới có thể chơi bóng được hay tập luyện được. Thì bây giờ các bạn thấy là các cầu thủ đã được chứng kiến người đàn em Đoàn Văn Hậu gần như là em út đấy. Trước đây là em út, bây giờ có Thanh Bình sinh năm 2000 là em út. Đoàn Văn Hậu đã quay trở lại. Duy Mạnh đang tập cái bài tập có thể nói là khá chậm rãi, bởi vì thực ra ấy, là trời nắng như thế này thì các bạn thấy là cái hao mòn thể lực nó lớn đến như thế nào. Rồi, chúng ta sẽ có được những hình ảnh mình coi là những hình ảnh vô cùng quý giá. Rồi, chút một chút về thủ môn, tí nữa chúng ta sẽ được xem toàn bộ những hình ảnh về Đoàn Văn Hậu ở khúc sau. Khúc này thì các bạn thấy là Liên đoàn Việt Nam đang gửi những hình ảnh liên quan đến các vị trí thủ môn. Rồi, đây là Đoàn Văn Hậu đây rồi. Những bước chạy đầu tiên. Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ thuận chân trái, và cái chấn thương với các cầu thủ mà thuận có cái chân thuận bị chấn thương ấy, thì đặc biệt là ở khu vực các cái gối, các cái khớp ấy, thì theo quan điểm của mình là còn đỡ hơn là bị chấn thương bởi chân trụ. Đấy, các bạn cứ hình dung là với cái chân trụ ấy, thường thường thì sẽ làm trụ để cái chân thuận nó vung. Thì mình bị đứt dây chằng mình biết, tức là mình bị đứt dây chằng chân phải, và bây giờ mình vẫn có thể chơi bóng được, đương nhiên không phải chuyên nghiệp. Tuy nhiên mà với những người mà bị chấn thương chân thuận ấy, thì trụ chân thuận thì chủ yếu là để vung, để truyền, để sút. Còn cái trụ đặt lên cái chân trụ mới là cái lớn. Các bạn biết được là cái chân trụ là cái chân mà thường thường sẽ đỡ cả người mình để vung cái chân còn lại. Và thường thường thì chấn thương ở cái chân thuận nó sẽ đỡ bị hơn ở cái chân trụ. Nếu các bạn bị chấn thương ở chân trụ ấy thì các bạn đặt trụ các bạn sẽ không được vững. Đấy, và thường thường sẽ có những đường bóng không chính xác. Đấy là cái quan điểm mà với cái hiểu biết của gì về y học và về những chia sẻ của bác sĩ. Đấy, với mình đã từng đi mổ bệnh viện thể thao rồi,
thì các bác sĩ nói là thường chấn thương chân trụ sẽ nặng hơn so với chấn thương ở chân thuận. Đương nhiên là đấy là những cái điều mà nó không quá đáng kể đâu. Chấn thương thì vẫn là cũng như nhau thôi, chân nào thì cũng là đều rất là quan trọng, đặc biệt là cầu thủ chuyên nghiệp thì chơi bóng cả hai chân. Rồi, đó là những hình ảnh hiếm hoi chúng ta có được phép tác nghiệp rồi các bạn ạ. Các bạn thấy như thế nào ạ? Mình nghĩ rằng đây là một thông tin cực vui rồi. Hình ảnh các bạn thấy mình nghĩ rằng là sẽ là hình ảnh mà tất cả những người chúng ta đều mong muốn. Hy vọng thôi là Đoàn Văn Hậu sẽ có thể quay trở lại đội tuyển Việt Nam. Các bạn thấy rồi, Đoàn Văn Hậu là một cầu thủ quan trọng như thế nào. Mình nghĩ rằng nếu trong trường hợp Đoàn Văn Hậu quay trở lại thì cái cánh trái của chúng ta sẽ là một cái cánh cực mạnh, với sự góp mặt của rất nhiều những nhân tố ở khu vực đó. Ví dụ như Đoàn Văn Hậu có thể dâng lên để tấn công, để có thể làm một cái trong những cái mũi tấn công quan trọng, kết hợp ở bên cánh trái cũng có nhiều cầu thủ có thể chơi được vị trí đó. Ví dụ các bạn biết là Hoàng Đức cũng có thể chơi vị trí đó, Phan Văn Đức, thậm chí là Công Phượng cũng có thể dạt trái. Rất nhiều các cầu thủ, mình nghĩ rằng là sẽ là một thông tin rất là vui. Chúng ta cùng chờ đợi những tín hiệu tích cực từ những hình ảnh tiếp theo của đội tuyển Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ đến với buổi phỏng vấn trong ngày hôm nay với thủ môn Văn Phong của câu lạc bộ Sài Gòn. Văn Phong đang là một trong những thủ môn lần đầu tiên tập trung lên tuyển. Chúng ta cùng xem là thủ môn này bản lĩnh trả lời phỏng vấn ra làm sao. Chúng ta sẽ cùng phân tích các bạn nhé. Xin chào Phạm Văn Phong. Năm 2017 là cái lần đầu tiên mà Văn Phong được tham dự vào một đội tuyển quốc gia, cụ thể là U23. Nhưng mà thời kỳ đó thì Văn Phong cũng không được ra sân. Vậy thì lần này lần đầu tiên được ăn cơm tuyển, cảm giác của Văn Phong như thế nào? Trước tiên thì em rất là vui. Đầu tiên là rất là vui, và trong cái vui đấy thì có cái một cái may mắn. Năm ngoái em có danh sách triệu tập nhưng mà em lượt sau thì em không được lên. Nhưng năm nay thì thầy Park đã lựa chọn mình lên để tập luyện cùng với đội. Em rất là vui. Sinh hoạt trong một tập thể mà không mấy quen thuộc như ở Sài Gòn FC thì có mất nhiều thời gian và có gặp cái khó khăn gì cho Văn Phong để hòa nhập với các cầu thủ ở trên tuyển không? Em nghĩ là ai mới lên thì cũng sẽ bỡ ngỡ một hai buổi. Nhưng mà bây giờ thì em cũng hòa đồng với lại anh em thôi. Anh em rất là cởi mở và thoải mái trong tập luyện cũng vậy. Đợt tập trung này thì huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập đến 4 thủ môn, hiện tại thì do Văn Hoàng chưa lên, nhưng mà nếu như đủ sẽ là 4, chưa kể đến Đặng Văn Lâm đang ở Nhật Bản nữa. Thì cá nhân Văn Phong có cảm thấy cái áp lực về cái việc cạnh tranh một trong những suất mà sang UAE thi đấu không? Thì đây cũng là lần đầu tiên mà em lên, thì có nghĩa là cái suy nghĩ của em lên đây em sẽ cố gắng hết mình. Lên cũng học hỏi được anh Trường, rồi là các em ai có cái gì hay thì mình học cái đấy, thì mình cũng cố nỗ lực hết mình. Còn em thì chiều cao của em cũng không được bằng các anh hay các em, thì mình sẽ nỗ lực về cái bóng bổng nhiều hơn. Dạ vâng. Đây là lần đầu tiên Văn Phong lên tập trung cùng với đội tuyển quốc gia. Vậy thì những cái buổi tập và những cái bài tập giáo án của đội tuyển có khác gì so với những buổi tập của Văn Phong ở câu lạc bộ Sài Gòn không? Cái giáo án của trên đội tuyển thì chắc chắn là sẽ khác với câu lạc bộ. Ở câu lạc bộ thì cái thời gian, suốt cái thời gian mà thi đấu nhiều thì bọn em chỉ có điều chỉnh thôi. Điều chỉnh là bọn em ra sân, bọn em thi đấu thôi. Nhưng mà lên đây nó là cái đợt tập trung đầu tiên, thì nói chung là các bài tập rồi mình cũng chưa quen. Nên là phải mất khoảng tầm một tuần thì em mới quen được những cái bài tập của giáo án của anh thế anh đề ra. Vâng, câu hỏi cuối cùng, vậy thì mục tiêu cụ thể của cá nhân Văn Phong trong cái đợt tập trung lần này là gì? Em sẽ cố gắng thể hiện hết mình và chứng tỏ bản thân mình. Và nếu mà trong các buổi tập rồi, nếu mà được thi đấu thì em sẽ cố gắng hết mình để cố gắng sẽ cạnh tranh với đội. Ok, xin cảm ơn Văn Phong và chúc bạn sẽ có quãng thời gian tập trung tốt. Những hình ảnh về phỏng vấn thủ môn Văn Phong cũng là những hình ảnh cuối cùng trong chiếc video này rồi. Dịch bệnh như này các bạn biết được là mình cũng không thể đi tác nghiệp. Đó là những hình ảnh mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi cho chúng mình. Và thông tin mới nhất thì mình cũng chưa có thông tin mới liên quan đến tác nghiệp của đội tuyển Việt Nam trong các thời gian sắp tới, và chúng ta sẽ chỉ có thể nhận được những thông tin đó. Và hy vọng các bạn đã cùng tận hưởng. Chúng ta sẽ phải ở nhà để lắng nghe, để tìm hiểu, để có thể có được những thông tin mới nhất của đội tuyển Việt Nam trong quãng thời gian này. Chúng ta phải chấp nhận thôi. Và cũng một thông tin vui cho những ai quan tâm, đó là mình đã có cơ hội rất lớn được đi UAE. Thực sự lúc này thì chúng ta chỉ còn những cái bước cuối cùng thôi, và chúng ta cùng chờ đợi xem là đội tuyển Việt Nam của chúng ta sẽ tập luyện như thế nào, tại Việt Nam sẽ có những trận đấu giao hữu với UAE sẽ như thế nào, và đặc biệt là sắp tới sang UAE, một cái đất nước mà mình nghĩ rằng sẽ rất nhiều người cũng tò mò về cái sự giàu có của họ,
Đấy, mình sẽ cố gắng sang bên đó và gửi đến các bạn những hình ảnh. Đừng quên bấm like, subscribe và bấm nút chuông nhận được thông báo mỗi khi có clip mới trên kênh Tech Trần TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.